Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Hành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về Chimney Stereo đến từ hãng Yamaha. Bộ đây là AX590. Con này đẹp long ranh luôn nha. Mặt phay nhôm màu xám nha. Rồi có thiết kế là cái nắp đậy ở phía trên đây. Và đặc biệt là con này về có khiển zin theo máy luôn nha. Khiển zin đúng đời luôn. Rồi con này về công suất ra loa. Ở loa 8 ohm của nó là 100W và loa 6 ohm là 120W nha. Phần kiển một góc này nó bị móc nhẹ nha, nhìn tổng thể mới thấy được nha. Anh em nào kỹ thì ta có thể gò ra. Con này là đẹp long lanh luôn. Rồi về con này là cấu hình khủng nha, 8 sò thang. Kích thước của nó là chiều ngang 435mm, chiều cao của nó là 146mm và chiều sâu của nó là 388mm. Trọng lượng là 10,4kg. Cấu hình to khủng nha. Rồi volume nè. Rồi lo nét dạng volume nha. Rồi ngã AUX tép nè, tuner tép nè, CD nè. Rồi thay đổi ngó vào OK nha, máy đẹp góc cạnh. Điện áp 100V, công suất là 180W, cặp loa bắp chuối nha, chờ kháng loa đi. 6 ohm đánh loa A cộng B là trợ kháng là 12 ohm nha. Có cầu rê và men luôn. Điện áp 100V 180W. Rồi đây là nội thất bên trong chiếc đi Yamaha AX590 tấn 8 sò nha. Tủ rất là to. Tủ Elena 12.000 microfarad. 4 sò Sanken mỗi bên nha. Rồi với chiếc ly Yamaha AX590 mặt phay nhôm màu xám đẹp long lanh, công suất 180W, đánh 8 sò thang, kèm theo điều khiển từ xa, zin theo máy luôn. Và với chiếc ly này thì em sẽ bán với giá là 2.500.000 đồng, giá trị bưu cầm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.